Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu dòng loa tép loại 10cm. Nó là hỏa tiễn toàn thân bằng nhựa. Anh em quan sát đây, đây là dòng tép mình giới thiệu cho clip này. Toàn bộ thân nó bằng nhựa hết anh em nhé, đúc bằng nhựa nên cực kỳ nhẹ. Không có bọc ngoài này, không có một tí sắt ở bên ngoài cả. Rất là nhẹ. Trọng lượng của nó, nếu như anh em mình hình dung nó độ nhẹ nhá, nên là hai chiếc mới vào được khoảng 100g thôi. Nên là hai cái như này này mới có 100g. Rất là nhẹ anh em nhé. Thì anh em cảm nhận là nó cực kỳ nhẹ đúng không ạ? Hai cái mới có 100g thôi. Có nghĩa là đến 10 đôi mới có 1 cân thôi. Anh em hiểu rồi, vấn đề là nó nhẹ cỡ nào bằng nhựa. Anh em mới đang hình dung nhẹ như này thì nó đánh kiểu gì đúng không ạ? Nó có 50g một cái như này thì nó đánh kiểu gì đúng không ạ? Đây, trước khi mình test thì mình sẽ đo cho anh em mình kích thước đã nhé. Để anh em nào có muốn sở hữu dòng này. Đường kính nó là 10cm. Nghe nó cũng xem với dòng tép giấy của nhà anh em. Dòng này thì cho tiếng sẽ cao hơn nhiều dòng tép giấy. Để mà anh em mình nghe. Cũng không tháo xem được vì đây nó là ốc giả nhé. Ốc giả chứ không phải là ốc thật. Nên họ đã đổ keo chết rồi. Cái này thì nó cũng là khá rẻ tiền nhưng cũng người ta làm dùng một lần. Không quấn đi quấn lại. Quấn đi quấn lại thì phải cậy ra vẫn sửa chữa được. Đây mời anh em nhé, em sẽ test một đoạn nhạc tép này của karaoke nhé, để mời anh em mình nghe. Ở trên cái tép này thì ký hiệu anh em mình để ý này, dấu cộng bên tay phải anh em quan sát là dấu dương, bên này là âm. Khi mình đấu cho đúng vì hai cái rắc nó bằng nhau nên khi mình không biết đâu là âm đâu là dương. Đó. Mình sẽ dí nó vào thôi để anh em mình nghe thử một chút. Rồi anh em mới nghe, nó nên một cái giải tép là khá cao, cao hơn hẳn so với những dòng tép giấy. Và giá thành thì rất là rẻ anh em nhé, một đôi có giá bao ship luôn là 130.000 anh em nhé, 130.000 một đôi bao ship. Đây cũng là hàng của China, bên mình nhập trực tiếp, không qua đơn vị trung gian nào cả. Hàng China, cũng không phải hàng Việt Nam nhé, cam kết anh em điều đó. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như mua sản phẩm này, anh em gọi điện cho bên Huấn Audio qua số máy 0904 61 23 23. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.